dưa hấu, thanh long giảm giá bán giải cứu. Những ngày gần đây trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Âu Cơ ở quận Liên Chiểu Đà Nẵng, hàng chục tấn dưa hấu giải cứu được bày bán la liệt trên vỉa hè với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng trên kg. Những người bán cho biết, dưa hấu được trồng ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi. Mọi năm dưa hấu được đưa ra cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn để xuất qua Trung Quốc, nhưng năm nay hàng không đi được. Vì thế, nhiều chủ hàng thuê xe chở dưa hấu ra Đà Nẵng để tiêu thụ với giá rẻ. Dù vậy, việc tiêu thụ cũng khá chậm. Không riêng dưa hấu, thanh long cũng được bày bán rất nhiều với giá 8.000 đồng trên kg với thanh long ruột trắng và từ 10.000 đến 12.000 đồng trên kg thanh long ruột đỏ. Lượng người mua thanh long khá ít, chỉ đông ở những ngày mùng 1, ngày rằm,